Theo đại diện Moderna, nhóm chuyên gia của công ty này đang nỗ lực làm việc để nghiên cứu độc lực của Omicron. Dự kiến đầu năm sau, hãng dược có thể điều chế thành công vaccine mới. Lãnh đạo Moderna Paul Pertin cho biết, hàng trăm nhân viên của công ty đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu điều chỉnh vaccine ngay khi thông tin đầu tiên về biến thể này được công bố. Theo ông Pertin, sẽ phải mất vài tuần để có hiểu biết đáng tin cậy về mức độ biến thể mới có thể vô hiệu hóa tác dụng của các loại vaccine hiện tại và liệu có cần phải bào chế vaccine mới hay không. Ông cũng cho biết, trong trường hợp cần thiết, vaccine mới có thể được sản xuất trên quy mô lớn vào đầu năm 2022. Không chỉ Moderna, Pfizer, Johnson Johnson, AstraZeneca và Novavax cũng khẳng định sẽ điều chỉnh công thức để chống lại biến chủng mới.